Bóc mến chào của chú anh chị và các bạn gần xa trên mọi miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ về làm một cái máy ép lục bình thủ công nha. Thì cái máy ép lục bình thủ công đó mình đã làm cho những anh chị em trong cái nghề mà đang lục bình đó. Thì có những cái mà người ta đưa những cái mà loại mà lục bình mà ép dẹp ra cả nhà để làm những cái nắp á. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách làm và chi tiết luôn nha. Thì ở đây mình đã có cắt sẵn hết luôn nha cả nhà. Thì đây có cắt sẵn hết để không mất thời gian nha. Thì mình sẽ chia sẻ về hết đây. Đây. Đó. Thì ở đây mình sẽ cắt cho cái nhà cắt là dùng này hộp này là 20 vuông nha. Đây là 20 vuông nè. Đó, 20 vuông. Thì 20 vuông này là mình cắt 2 4 6 khúc 20 vuông nha. 6 khúc 20 vuông là nó bằng một cỡ với nhau. Là 23 là 2 tấc 3 nha cả nhà. Ở đây là mình xài một này là 1 phân 4 nè, 1 phân 4 là cái 14 vuông. Đó, mình cũng cắt là 4 khúc và hai khúc dài và hai khúc ngắn. Thì cái khúc dài này thì nó cũng là 23, nó là 2 tấc 3, còn khúc ngắn này là 21 nha. Rồi ở đây mình cũng có cắt cũng 20 vuông là hai khúc 1 tấc 3 luôn nha cả nhà. Đó là hai khúc nè. Rồi dưới đây 4 khúc. 4 khúc là 7 tấc 6 nha. 7 tấc 6, 7 tấc 7. Đó. Là 4 khúc nữa. Đây thì cái này là mình chỉ làm một cái nha cả nhà. Rồi ở đây mình có hai khúc V. Này là V 25 nha. Đây. Là V 25. V 25 mình cắt chiều dài, chiều ngang chiều dài của nó là cũng 8 tấc bằng với cái khúc này luôn nha cả nhà, là 7 phân 6, 7 phân 7 đó. Mình cũng có phan một cái lỗ là 8 ly, bên đây là mình phan lỗ 8 ly. Còn miếng này thì mình không phan lỗ, nhưng mình cắt cái rãnh này nha cả nhà. Cắt một cái rãnh này thì nó cũng 2 phân, và đây là 1 phân 6, 1 phân 7 nha, chiều sâu 1 phần 7. Đây là mình làm, mình cắt sẵn hết để mình nói chi tiết cho cả nhà hiểu, để trong khi mình nói mình cắt á, thì cả nhà không có hiểu được cái nắm được để mà làm nha. Rồi ở đây mình có mua một hai cái lò xo. Này là lò xo, này là nó nằm ở trong cái lò xo sức bắp của xe Honda nha cả nhà. Nó cái lỗ nó rất nhỏ. Này là sức bắp mà cái loại mà cái nhỏ ở trong á. Thì lại mấy cái tiệm xe mình mua chỉ cái đồ người ta giặt ra, người ta hư á, ta bỏ ra thì mình mua lại mười mấy ngàn một cặp vậy nè. Mình mua một cái thì mình làm một cái bằng ép lục bình như vậy là mình xài hai cái lò xo nha. Rồi mình mua hai con bù lon, hai bù lon này là 8 ly. Đó, để mình gắn vô, mình gắn vô trong này để mình tăng đưa lên lên xuống nha. Đó. 8 2 vuông 8 ly, dài 6 phân. Ở đây, dài là 6 phân nè. Đó. Hai con. Rồi, dưới mình mua thêm là 4 cái bạc đạn luôn nha cả nhà. Đây. 4 bạc đạn này là mình mua 4 bạc đạn cũ mà cũng còn xài được nha cả nhà. Này bạn đạn Nhật không nha. Là 6202. Đó. 6202. Xài còn rất là ngon. Cái này là trong đồ máy mình mua chỉ hàng cũ thôi cho nó rẻ tiền nha. Này là mua 4 cái. Thì ở đây mình cũng có tiện ha, sẵn là hai cây cốt. Hai cây cốt này thì cái lắp này là lắp 16 nè. Lắp 16.
Một cây cốt ngắn á, thì mình cắt là 20 25. À, cốt ngắn là 25. Rồi mình sẽ tiện lỗ này, cây cốt này lại còn 15 để đút vô được cái bạc đạn nha cả nhà. Đó. Để nó có độ chặn này luôn. Là 15. Thì mình tiện cái khúc trong này lại là còn 21 nè. Mình chặn lại còn 21 nha. Đó, 21. Cái khúc thứ hai thì nó dài là 30. Rồi mình cũng tiện cái đầu này vô hai phân. Cũng cũng còn lại là 21 ngàn cả nhà. Đây thì mình chia chia chi tiết đầy đủ luôn cho cả nhà xem. Rồi mình cũng có cắt hai khúc ống. Hai khúc ống này thì mình mua nó có hai lông đền. Lông đền thì mình phan lỗ rồi mình hàn vô trong cái phi 60 này nha. Này là phi giống 60 dày 1 ly 4. Đó. Mình phan lỗ 16 để mình đút cái cây cốt này vô. Khi mình đút vô là mình nè, mình cho nó lú bên đây khoảng là gần 5 ly. Lú đây để là 5 ly để khi mình đưa bạc đạn này vô thì nó sẽ chặn lại nha. Nó không có sát được nha cả nhà. Cho con lăn này nó sẽ lăn. Đó, nó sẽ lăn. Còn cây này 30 á, là cho mình cho dài ra ngoài đằng nữa mình hàn cái cây để quay á. Hoặc là mình chế gắn cái mục tiêu vô vẫn được nha. Thì đây mình đã làm hai hai khúc ống rồi nè. Thì cả nhà xem chịu khó nhớ xem kỹ cho mình để ai có làm được á, thì làm để cho người nhà mình cái đường lục bình được á, thì mình chế cho nhà mình một cái để khỏe khỏi mà ép bằng tay nó rất là lâu nha. Còn mình chế được cái mùi tưa nữa thì nữa mình sẽ làm một clip chế một mùi tưa luôn nha. Thì cả nhà xem là mình nhiêu đây toàn bộ là mình đủ một cái máy ép lục bình cả nhà thủ công nha. Thì cả nhà xem video mình thấy có hay và hữu ích nhớ đăng ký cho mình một like nha. Thì mình cũng chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ làm cho cả nhà xem nha. Thank you.
Rồi cả nhà mình đã sớm giờ mình đã làm cái gáp cái máy ép lục bình đã xong nha. Thì sớm mình cũng có nói về chi tiết cái kích thước mà của cái bàn ép lục bình này. Thì cái máy ép lục bình này thủ công mình đã chế hoàn thiện, thì mời cả nhà xem lại nha. Thì ở đây là mình đã làm một cái tay quay nè. Tay quay này là cũng là một ổ đạn luôn nha. Thì trong này thì nó có đạn ở quay này thì mình xài hai bắt đạn 6.000 nha cả nhà. Thì hai cái hai đầu. Xài trong này là con ốc 8 ly. Đó, thì kích cỡ này thì dài 1 tấc 2 nha. Cái khúc này là 1 tấc 2. Tay cầm là 1 tấc 2. Rồi từ đây đây là 1 tấc 1. Đó, mình thang một cái lỗ chỗ ở đây thì chấm hàng lại. Cái này mình chưa có mài nên nó cũng còn hơi xấu nha cả nhà. À, thì mình chia sẻ cho cả nhà có ai làm để mấy anh chị đương cái nghề lục bình đó, cái này để ép ra một cục cộng dẹp để mình ăn lục bình cho nó nhanh, không cần mà mình đẩy như hồi lúc trước nữa. Đây đã là làm xong hai con lăng này cả nhà. Thì đây bật đạn mình cũng gắn hai cái lò xo vô đây nè. Này mình chỉnh lên xuống rồi vẫn được nha. Mình muốn cho nó cộng lục bình nó dày thì mình tăng dặn con ốc này xuống thì hai cái bánh này nó sẽ hở với nhau. Đó. Hai con lăng này sẽ hở với nhau thì nó sẽ dày nha. Còn nếu mình thả hết luôn thì mình ép mỏng. Cái này là mình vẫn tháo cái này ra thay lại xoay gì vẫn được nha cả nhà, nên mình không có hàng lại, chỉ bắt hai con ốc vít thôi, ốc vít đuôi cá. Đây vậy luôn cái nè, nhìn đây mình có hai cốt luôn. Thì cái clip này thì mình hướng dẫn chia sẻ cho cả nhà xem làm những cái này, rồi cái video clip sau thì mình sẽ gắn thêm một cái hỗ trợ cái motor đó nha, để cho mình khỏi quay cho nó khỏe nha cả nhà. Rồi ở cái clip trước á mình có làm rồi, thì ở đây lát nữa mình sẽ lợp cái tấm dán nha cả nhà. Là tấm dán thì tùy theo cả nhà muốn làm dài ra hay là ngắn gì cũng được nha. Thì tấm dán thì nó sẽ thấp hơn cái ống lăng này khoảng chừng lú lên khoảng chừng 5 ly thôi. Thì mình để cái hai bên miếng dán, một bên ngắn một bên dài. Thì một bên ngắn này là mình chỉ đút lục bình vô, còn cái bên dài này để nó hứng cái lục bình lại nha, nó không bị cuốn trên này lại. Thì nay mình mới vừa làm xong, mình cũng chưa có lợp cái miếng dán, cũng chưa sơn, mình chưa lợp dán. Thì chia sẻ cho cả nhà xem chi tiết rồi xong rồi mình mới sơn. Rồi mình cũng kết thúc clip nha cả nhà. Hẹn chúc cả nhà làm cái bà máy ép lục bình thủ công được hiệu quả nha. Rồi mình cũng hẹn lại clip tiếp theo nha cả nhà. Bye bye.